chiếc Lamborghini Urus đầu tiên tại Việt Nam có ngoại thất màu trắng, nhiều khả năng được đưa về theo đơn đặt hàng của đại gia Ninh Bình. Và cách đây không lâu thì thông tin đại gia Ninh Bình từng mua chiếc Bentley Bentayga chính hãng đầu tiên là chủ nhân của chiếc Lamborghini Urus đầu tiên về Việt Nam đã xuất hiện. Đến chiều qua, khi chiếc Lamborghini Urus màu trắng được đưa về Hà Nội và chiếc Bentayga của đại gia Ninh Bình cũng xuất hiện ngay bên cạnh, các khẳng định thông tin trên có độ chính xác cao. Vậy, vị đại gia Ninh Bình sở hữu chiếc Bentley Bentayga chính hãng đầu tiên là ai? Đại gia sở hữu Bentley Bentayga và rất có thể sẽ là chiếc Lamborghini Urus là ông Hoàng Mạnh Trường, một doanh nhân Việt Nam. Ông hiện là chủ tịch tập đoàn xi măng The V-Side Ninh Bình. Ông là một trong 13 doanh nhân tiêu biểu nhất đoạt danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2007. Vị đại gia Ninh Bình sở hữu chiếc Bentley Bentayga chính hãng đầu tiên. Và nếu thông tin này là chính xác thì vị đại gia đất cố đô này đã có trong tay hai chiếc SUV mạnh nhất thế giới hiện nay và đều được nhập về theo diện chính hãng thay vì mua qua tư nhân. Mức giá mà đại gia này phải chi ra để sở hữu siêu bò gầm cao không được tiết lộ. Tuy nhiên, chắc chắn không dưới con số 1 triệu USD. Qua những hình ảnh chụp trực tiếp tại showroom, các bạn có thể thấy chiếc Urus trông giống với Aventador và Huracan nhiều hơn. Động cơ twin turbo V8 4.0 lít của Urus sẽ giúp nó song hành hoàn hảo cùng Aventador và Gallardo. Động cơ này cho công suất 641 mã lực, mô men xoắn cực đại 850 Nm, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,6 giây và từ 0 đến 200 km/h trong 12,8 giây. Chiếc Aventador tốc độ tối đa 305 km/h. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức tiếng ống xả của mẫu xe này. Video hay, các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về chiếc Urus tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.